Trước hết cũng cảm ơn gia đình của cháu Bông đón tiếp, sắp hết thời gian cũng đón tiếp gia đình chúng tôi đến những cháu Bạch Thành Thi đến với gia đình mình nội dung, thì cũng xin phép thưa chỗ anh chị. Thì em cũng xin phép đại diện gia đình kính thưa anh chị, gia đình của cháu Nguyễn Thành Thi hôm nay đến với gia đình là cũng để xin phép anh chị là hôm nay ngày tốt khánh tốt, tức là cũng trao đổi của cháu lớn là xin ơn của cháu trao đổi của cháu đi anh chị tốt. Gia đình họ hàng của cháu Huy cũng đến gia đình để xin hỏi cưới cháu Bông, cũng như trao đổi khi trao đổi việc cháu Huy là cháu Bông để đến với nhau trong cưới sắp đến. Trước khi cái nội dung mà trao đổi cụ thể, tôi cũng xin phép anh chị và gia đình và giới thiệu những thành phần của họ hàng trong gia đình cháu Huy. Xin lỗi, ở đây là cô Tư và ông Dượng của cháu. Dạ, cô cháu là thứ Tư là cô mà anh cái cây phim chụp hình này là cũng Dượng thứ Sáu. Đây là cũng cô Sáu. Cũng cô luôn. Và bên ngoại của cháu Huy á thì cậu Năm đó, thì chắc cũng gia đình cũng biết á, cái cậu mặc áo xanh là cái cô hàng cũng là mợ của cháu, đồng thời á là chỗ Dượng cô Bảy, gì thứ Bảy gì thứ Bảy gì Út gì Út của cháu, đây cũng giờ Dượng Út của cháu Huy đó, là cũng xin đại diện giới thiệu thành phần gia đình. Đại diện là bữa nay cũng đại diện thôi, tới chứ còn cái ngày mà tổ chức cưới đó thì nó cũng sẽ đầy đủ hơn, nên nó đại diện đến cũng để xin phép gia đình cũng như họ hàng ở nhà là cháu Huy ở gia đình chấp nhận là con rể cháu rể, cũng như ở gia đình bên của cháu Huy chấp nhận cháu Bông là con dâu, cháu dâu. Cũng xin phép, cũng xin phép với gia đình là hai á, bên á là cũng chấp nhận cháu á, hai cháu được xưng hô với nhau gia đình hai bên là cha là mẹ, kể từ bữa nay, tức là từ hôm nay cũng xin phép là được hai cháu luôn bạn. Để ở chỗ cháu Huy yêu Huy là Bông để lấy tao đổi lại. Nói chung mình cũng trao đổi hơi sớm mà. Thôi là cũng được rồi. Đâu không được không, để cho trăm mình trao đổi luôn ở đây tông chắc. Tức là ba ý kiến với em cũng xin phép ở chỗ tao hai cháu. Ừ. Em nói cho nó xong. Khi nào cũng có cái dạ, ở nghĩa. Dạ. Nhưng phải nói là như vậy. Dạ. Nói là đã yêu là không cản được. Thứ hai là giờ mình thành thật. Lớp một già rồi, không cho nó cái lễ nó cho nó có không, nó quen nó ngọn ngọn nó nói lát chú lát làm y như tuôn ruồi vậy đó. Thôi giờ ngày là tháng tốt cái gì cũng được, là anh em mình trao đổi cái gì đó mình góp ý chứ mình muốn gọn. Dạ dạ rồi, em cũng xin trao đổi thêm là mình xin phép hai họ ở đây, hai cháu là kể từ hôm nay là được mình xưng nhau là cha mẹ đó, thì đồng thời á là đây là cũng là cái sự á mà cháu nó hai cháu cũng nguyện vọng mà nó tìm hiểu cũng hơn cũng gần 8 năm á, phải không anh chị, cũng gần 8 năm già dạ, quá giỏi quá lâu. Thì em cũng xin tình bạn chỗ đó, thì bây giờ thì giữa như hai gia đình á, anh em mình chỉ có việc là vun đắp tác hợp cho hai cháu và chúc cho cháu hai cháu hạnh phúc cho hai cháu thôi. Thì em cũng xin phép á đại diện cho gia đình bên cháu Huy á cũng trình bày và ở chỗ thống nhất luôn
cái thời gian ngày giờ lễ cưới của cháu sắp đến, cũng như ngày ra mắt báo cáo họ hàng hai tộc. À, thì em cũng xin phép trao đổi luôn cái ngày giờ, tức là sẽ làm ngày 9 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 20 tháng 4 dương lịch. Ngày đó gia đình của họ hàng cháu Hy sẽ đến với gia đình cháu Bông. Mình sẽ làm lễ trình quả cưới, đồng thời coi như là báo cáo giữa hai họ cái ngày kết hôn của hai cháu. Sau cái ngày, sau thời gian ở chỗ là cái thời gian ở gia đình mình xong, thì ở chỗ cha mẹ hai họ gia đình mình sẽ xuống chỗ khách sạn ở nhà hàng tiệc cưới Hồng Vinh đúng 10:30. Nói chung trong 8:30 của ngày mùng 9 tháng 3 là mình làm việc ở đây. Cũng trong ngày đó, tức là ngày mình làm việc ở đây xong, thì cỡ 10:30 mình hai gia đình cha mẹ bên gia đình và họ hàng xuống nhà tiệc cưới Hồng Vinh để mình đón khách mà hai bên gia đình mời, để cho đúng thủ tục là đó. Thì em cũng xin phép trao đổi với anh chị như vậy, là ở chỗ bây giờ thời gian là 10:00 xuống đón khách, thì cũng đồng nghĩa khi ở trên ở đây á, thì hai họ tức làm cái ngày đó cũng trao quà tặng quà cho để chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Thì ở bên gia đình cháu đi, họ hàng cháu đi, cũng như là mình tổ chức cái đó, tức là người ta gửi quà để tặng vậy. Thì em cũng báo cáo cho anh chị biết rõ trong những vấn đề mình trao đổi cho nó cụ thể như thế. Còn hôm nay thì em cũng xin mẹ cháu Huy cũng xin gửi cái tiền 20 triệu nộp tài để cho cháu mong lo trong cái việc trang phục là cái buổi lễ cưới cô sắp đến ở tại gia đình mình. Đó. Thì có cái gì ấy anh Huy gửi, có cái gì để tập để được công người đó nhận nhận để trả lời được rồi. Mà nhận đi. Lại đó, hai bạn cầm ấy. Tôi có dám cầm mấy cái đó đâu. Rồi, được rồi. Rồi. Rồi vậy đó thì là xong rồi. Trong vấn đề ở chỗ này, ở chỗ gia đình mình có ý kiến gì trong vấn đề thiếu sót ở bên cháu Huy thì cũng xin chấp nhận và tha thứ. Đồng thời là em cũng xin một lần nữa cảm ơn gia đình là đón tiếp gia đình của cháu Huy đồng hậu và đầy thân thiện. Em cảm ơn và xin kính chúc sức khỏe của gia đình một lần chúc tốt đẹp nhất. Em cảm ơn. Bắt tay. Thôi thì cũng cảm ơn hai họ họ Nam. Ít nhiều gì mình đã nói là tóm lại là một gia đình. Kia bà nữa à? Giới thiệu là ở nhà ca hả? Có. Nhưng mà cũng lời thì thế này dễ hiểu lắm. Dù là có quen biết rất lâu, nhưng mà cái tình của nó vậy đó. Thương tâm gần 8 năm. Cao nó 10 năm không gặp mình. Sao vậy ta? Thôi nói chung á, hai đứa ở chỗ là hồi nãy á, giữa ba bên Huy thì có trao đổi không có hai mặt tụi con. Đâu, thì nay... cũng xin phép hai tụi ở gia đình bên hai bên họ, hai là bên. Tụi con được phép cho gọi ca bệnh gì chưa con thứ nhất thì đó là tụi con bên đây thì đó là mấy thầy con. Hôm nay là hai cha mẹ hai bên họ hàng đã cho phép hai con gọi bằng ba mẹ thống nhất như vậy, thì tụi con bắt đầu đó thì để sang này nào nó vui ra ngoài lớn nhà đông lát thì có lúc ba ông ba không biết làm một gì hết đấy gọi là ba đâu biết hai con nói vậy là kể từ hôm nay chứ không phải là chú là bác gì nữa nha. Như là ba bé liệu này con không à gửi cái nào kia là sen không dạ không đi uống nước nhìn tóm lại các con rồi nó thoải mái sống
dẫn nó đi dòng họ là ra sau lưng của mình về tiếp. Mừng quá không biết đường nào đi hết rồi. Từ từ thôi, đi sao lưng từ từ. Rồi đứng đó đi con. Xài giờ rút lại cái ý. Nó xài có quyền làm xử. Nó xài là tôi có quyền tôi xử. Cho nó bằng. Còn mà công bằng á. Ông nó làm đâu vừa nãy từ. Hello. Hello.